Đang ngồi thì mẹ đưa cho ba cái hũ, mẹ bảo làm cho mẹ ba cái hũ để mẹ để bàn thờ ông địa, đựng gạo muối với lại nước. Dịch như thế này không có đi ra ngoài chợ thì nó đóng hết rồi. Không biết khi nào thì hết dịch, chợ búa thì đóng hết, tất cả mọi thứ đều đắt đỏ, thật là mệt mỏi. Làm xong rồi đó thì mình chỉ cần trang trí cái nắp thôi nha, trang trí một bông hoa đơn giản như thế này thôi. Mình lấy ruy băng kim tuyến á, mình cắt vào, cắt làm 6 miếng như thế, làm mấy cánh hoa rồi gắn lên, cũng đơn giản thôi. Các bạn biết vì sao mình lấy tên gọi là cô tiên xanh không? Mình thích màu xanh thì là đúng rồi đó. Nhưng mà thực sự á, nhiều khi mình nghĩ mình muốn á, là tất cả những cái thứ mà đồ bỏ đi á, mình đều có thể tái chế được cái gì đó có ích cho cuộc sống này. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, chứ khả năng của mình thì cũng hạn hẹp lắm, không phải là cái gì cũng làm được. Nhiều khi á, mình ngồi mình ước gì mình là cô tiên, mình có cái đũa thần á, mình biến tất cả những thứ đó thành những đồ hữu dụng. Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước. Bây giờ thì xong bông hoa rồi đó, bây giờ mình gắn mấy cái hạt cườm này vào, gắn thêm cái nhụy. Thế là xong rồi đó, mình đã có 3 hũ rồi nè. Nhưng mà nhìn thì nó cũng không được đẹp cho lắm, nên là mình quyết định mình sẽ lấy cái ri băng vàng này này, quấn ở cái thân như thế này, lấy cái súng bắn keo cố định nha. Mình cũng không mong gì nhiều, hy vọng là những cái clip của mình ra sẽ giúp các bạn giải trí và có thêm những cái gợi ý về ý tưởng tái chế cho những sản phẩm của các bạn.